Thưa quý vị và các bạn, chiều nay đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã về thăm tặng quà cho người có công nhân kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Đỗ Tiến sĩ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Trần Quốc Toản, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các ban, sở ngành tỉnh. Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Tiến sĩ đã khẳng định khi tái lập tỉnh, tình hình kinh tế xã hội của Hưng Yên xuất phát điểm thấp, gặp nhiều khó khăn, nhưng bằng các chủ trương chính sách sáng tạo, phù hợp với điều kiện thực tế và tự nhiên nên đến nay, tỉnh Hưng Yên đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng như trong thu hút đầu tư xây dựng nông thôn mới, chuyển đổi cây trồng vật nuôi, chăm sóc hỗ trợ người có công trong xây dựng nhà ở, bảo hiểm y tế và các chính sách an sinh xã hội. Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam biểu dương đánh giá cao những thành tựu kinh tế xã hội phát triển vượt bậc của tỉnh Hưng Yên. Trong đó nổi bật là đảng bộ đoàn kết, hạ tầng được đầu tư khang trang, đời sống của người dân được nâng lên. Công tác mặt trận đã làm tốt vai trò vận động tuyên truyền người dân thực hiện các chủ trương của Đảng, Nhà nước và phong trào của mặt trận. Đồng chí mong rằng phát huy tiềm năng lợi thế trong vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, tỉnh Hưng Yên tiếp tục thực hiện đột phá thắng lợi tốt các nhiệm vụ kinh tế xã hội, chuẩn bị tốt công tác đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19. Theo cái chương trình làm sao nắm cái tình hình nhân dân ở đây nó chắc, nắm cái tâm tư nguyện vọng của người dân, tôi cũng đề nghị Đảng bộ, chính quyền, mặt trận, đoàn thể các đồng chí lo cho gia đình chính sách hơn nữa, vì cái sự hy sinh mất mát của nhân dân, của các cái gia đình này trong hai cuộc kháng chiến đổ biết bao nhiêu xương máu, mà bây giờ thì có thể nói gia đình chính sách, gia đình liệt sĩ, thương binh còn nhiều cái khó khăn, chúng ta phải tập trung. Chứ không thể là ngày kỷ niệm thương binh, ngày lễ, ngày Tết mà phải quan tâm thường xuyên. Trước đó, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã đến dâng hương Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh tại nhà tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, dâng hương Trung tướng Nguyễn Bình tại nhà tưởng niệm Trung tướng Nguyễn Bình cùng ở xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ. Thăm tặng quà cho 28 thương binh đang điều trị tại Trung tâm Điều dưỡng Chăm sóc Người có công tỉnh Hưng Yên. Tặng quà cho ông Đào Công Chuân ở thôn Động Xá, thị trấn Lương Bằng. Ông Chuân là bệnh binh, tỷ lệ mất sức lao động 61%, hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn, vừa được tỉnh huyện hỗ trợ 80 triệu đồng để cùng dòng họ gia đình xây dựng nhà ở khang trang. Thăm tặng quà cho anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến, hiện đang sinh sống ở thôn Lương Hội, thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Động. Tại các nơi đến thăm và tặng quà, đồng chí Bí thư Trung ương Đảng Trần Thanh Mẫn khẳng định Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam luôn quan tâm bằng những việc làm thiết thực đến các bà mẹ Việt Nam anh hùng liệt sĩ, thương bệnh binh, gia đình người có công với cách mạng. Đồng chí đề nghị các cấp ủy chính quyền tiếp tục thường xuyên nắm bắt tâm tư nguyện vọng, quan tâm đến người có công, gia đình chính sách. Và mong rằng các thương bệnh binh người có công cần tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của gia đình, dạy bảo con cháu tích cực học tập lao động, chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, xây dựng quê hương giàu đẹp văn minh.